Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình cũng không có đi biển rồi ở nhà đó. Mình cũng quay cảnh yên bình ở trong nhà của mình cho anh chị xem. Trước hết thì vô video thì cho mình gửi lời chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Anh chị và các bạn xem kênh của mình nhớ ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ mình cũng quay cảnh ở nhà của mình đây. Bà con xung quanh thì mình quay cảnh yên bình. Hôm nay trời ẩn nắng, mình quay lại cho anh chị xem ở yên bình, cảnh yên bình ở nhà quê của mình. Trời rất là thoáng mát, thì mình cũng có gì thì mình cũng quay lại cho anh chị xem. Còn ở phía bên kia đó thì chỗ của ông anh mình, ông trồng băm đó, có hàng 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 á đó, là của ông anh của mình đang trồng băm bên đó. Còn đây mình ở nhà phía bên đây là của mình quay anh chị xem thôi. Và bây giờ mình cũng mời anh chị xem hái thu đủ về nha. Thì cái thu đủ đây thì trong khi mình hái nó, cái video nó bị lỗi cho nên mình có đem về nhà thôi. Còn cái trên mình quay đó nó bị lỗi rồi, cho nên anh chị xem cũng thông cảm nha. Thì thu đủ vừa hái vô hôm nay cũng hái cũng ít rồi, cũng mới hái nó ra trái cũng thưa quá, nắng nó thưa cho nên mình hái cũng ít thôi, cũng được vài chục ký á. Đem về bây giờ bà vợ mình bé gỡ ra trái nào ấy, lựa ra gỡ cho sạch sẽ, trống ra cho đừng bán. Thu đủ hái thì mình cũng phải lót báo lót giấy này kia cho kỹ, chứ không mà để nó xì mũ, cho nên bên thương lái họ không có mua. Thì thu đủ đây mình hái thì mới hái lần đầu thì nó cũng bị sơ xuất, cái là do nó chưa chạy chỉ, chưa có điều á. Nó chạy chỉ tất nhiên là nó chín chừng 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 đường như đó, cho nên là nó cũng hơi sơ xuất chút xíu. Phải như mình để bữa nữa hái cũng được thì thôi, thì có thu mình cũng lần đầu mình thu thì cũng được rồi. Rồi anh chị và các bạn coi cũng xem, có gì cũng thông cảm cho mình. Tự cái video mình hái thu đủ đó mình quay nó bị lỗi rồi, có gì anh chị các bạn xem thông cảm nha. Bây giờ cũng video nó cũng bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu cũng sắp hái thì mình cũng xin gửi lời chào tất cả các anh chị và các bạn đã xem kênh của mình. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đang thời gian đã đăng ký kênh của mình nha. Thì có gì thì anh chị và các bạn xem kênh của mình đó cũng đăng ký kênh rồi ủng hộ cho mình, để mình có một cái động lực mình quay theo hàng ngày của công việc của mình làm cho anh chị xem. Cuộc sống ở miền quê của mình thì nó có nhiều cái vui, có vui buồn. Nhiều khi đâu đủ được mùa thì mất giá, cũng như tất cả các loại nông sản như vậy đó. Thì hôm nay thì mình biển động quá cho nên ghe mình về mình đậu mình nghỉ, cho nên mình cũng quay cảnh ở nhà cho bình yên ở nhà cho anh chị xem cảnh thôn quê ở nơi của mình á. Anh chị và các bạn xem có gì cũng ủng hộ kênh mình để mình có cái động lực mình quay những cái clip khác để mình cho anh chị xem hàng ngày của mình. Để anh chị và các bạn xem có gì cũng ủng hộ mình nhé. Còn thu đủ đây thì bây giờ bà vợ bên bà hái đem về đó, bà lựa ra rồi tính nhiều bán bớt đi. Ở đây là mình hái lần đầu á, cũng mấy cây nó có trái sớm á cho nên nó ra trái sớm, thì do trời nắng thì nó có không bao nhiêu hết. Mình cũng xin chào anh chị và các bạn nha.